Thì báo cáo anh là hồi đó thì đơn vị tôi là ở Mông Công Pơ-rây, năm 80. Đến cuối năm 80 thì coi như là đơn vị vẫn ăn Tết bình thường. Và cũng lấy hàng hóa từ bên Việt Nam cũng cho phát cho bộ đội ăn uống là Tết Nguyên Đán ấy. Tết Nguyên Đán là nó cũng thuộc về riêng thì vào tháng 2 rồi. Vào tháng 2, năm 81. Rồi năm 80 thì bắt đầu ăn Tết ở tại Mông Công Pơ-rây. Thì đơn vị cũng cho ăn Tết tử tế đàng hoàng, nhưng mà không ăn tập trung đâu, nói chung là chia về các đại đội, các trung đội, vâng, không ở dài rồi không có lán, không ở trong dân, thì nói chung là các ông cũng cho ăn tử tế về coi như là cái khẩu phần người lính, vâng, cũng có thịt gà rồi là thịt lợn chở bên Sài Gòn lên rượu. Thì ăn uống đàng hoàng thì các ông tiểu đoàn ấy, mấy ông lớn cũng xuống thăm, thăm các đơn vị, các đại đội. Ông cũng uống rượu, ông biểu là thôi hôm nay là tao uống ăn Tết chúc mừng sức khỏe các đồng chí là khỏe. Nhưng mà năm nay là ta ăn Tết xong là không ở đây đâu. Ông nói là ta lại còn phải hành quân tiếp. Ông chỉ nói thế thôi. Thì ăn Tết nhảy múa, nhưng mà số anh em mà cũng là quen là dân đấy, cũng mời cũng ăn uống cũng nhảy múa bình thường, vâng, cả đàn bà con gái rồi các cụ cũng đến ăn Tết rồi, biểu bộ đội Việt Nam ăn Tết vui lắm. Nhảy múa bình thường cả. Thì xong đó thì nghỉ ngơi đến hết tháng 2, này hết Tết sang tháng 2 dương lịch thì bắt đầu là có lệnh mới, đơn vị là biểu tôi cả trung đoàn là lên Cao Mã Lai Berlin ấy. Và cái hướng mà gọi là đó là địch nó quấy áo cực liệt mấy cái chốt có đấy, cái đồn công an biên phòng đấy, vâng, là chốt ở đó thì nó cũng quấy tối quấy chiều mà đánh, chủ yếu là pháo bảy đến câu sang ở bên Thái Lan ấy. Thế là đưa lực lượng sang đánh. Thế nhận lệnh mới là bắt đầu trung đoàn 16 là bắt đầu lên đường, đi bằng xe ô tô chứ không muốn xa mà, vâng, gần 200 cây mới tới cái khu vực tập kết. Thế ăn uống xong đầu vào đấy bắt đầu gọi là những gì cần thiết thì đem đi, súng đạn, còn cái hậu cần mà của trung đoàn thì vẫn nằm đó, bởi vì khu đó nó hơi an toàn hơn một cung rầy, chỉ đưa cái lực lượng gọi là chiến đấu là lên trên nó chốt. Thế hôm đó hành quân khoảng 5 giờ chiều thì bắt đầu hành quân tới tỉnh Bắc Tâm Băng, tới đó nghỉ ngơi một ngày, sáng mai bắt đầu lại đi tiếp ra biên giới. Cứ thế trên xe là? Vâng, cứ trên xe thôi. Ra biên giới là ra cái chỗ gọi là cái khu là Mông Công Prao đấy. Vâng, Mông Công Prao. Nhưng mà cái khu đó là ấp thôi, là phun thôi. Vâng. Chứ còn ra cái chốt thì còn xa, còn hơn gần đến 20 cây. Vâng, ra biên giới sát chân núi mà. Ra đó thì bắt đầu xuống đó là tập kết. Đơn vị cho xuống đó là nghỉ ngơi một ngày, cứ ông cho nghỉ ngơi một ngày ở tại cái khu vực gọi là biên giới, cái khu có dân đấy, vâng, rồi là phun một công rào, vâng, khu đó là cái đến đó là dừng chân nghỉ ngơi một ngày, thì các ông biểu tôi bây giờ là ta phải quân bộ, chứ không có đường đi xe và đi đường mòn, đường đất mà. Hành quân là nó hôm đó là phải trời mưa, vâng, vất vả lắm. Thì bộ mãi đến 10 cây thì cũng thấy mệt mỏi, là các ông lại cho lính nghỉ ngơi để tiếp tục đến buổi chiều là tiếp tục đi hành quân vào đó, nó sát cái chân núi kia là khoảng 10 cây nữa. Thì các ông biết bây giờ là vào đường rừng là mình đi đứng là phải cẩn thận, mình vâng mình giết, với là có trinh sát đi trước, với là công binh đến cũng già, bởi vì lúc đó thì chưa có địch đâu, chưa có địch vào trong đó, thì vẫn là hành quân tử tế lắm. Thế ra tới cái địa điểm mà để chốt thì nó có một cái núi, nó núi nó lưng chừng, nó ở chân núi, cái núi to như núi khác, nhưng mà cái dưới có cái mấy cái núi lụp sụp ở dưới chân ấy. Vâng. Thế là mấy cái cao điểm đó là đơn vị vào coi như là chốt ở đó, bố trí trận địa. Thì như nguyên cái tiểu đoàn 7 với tôi thì bắt đầu được bố trí vào cái chỗ gần cái núi mà chính giữa đó, cái gọi là cái đồi, nhưng mà nó rừng rậm lắm, vâng, toàn cái rừng như kiểu rừng bằng xăng, vâng,
mà trên núi thì lắm cây to, bởi vì cái núi nó cũng không có chặt chuỗi gì cả, toàn cây to cả. Cái đơn vị bố trí là cho tiểu đoàn 7 là chốt ở giữa, còn hai bên tiểu đoàn 9, tiểu đoàn 8 là chốt hai bên. Còn một số bộ phận ở tuyến sau của trung đoàn thì cách đó khoảng 3 cây số, tôi không dám ngồi xa đâu, khoảng 3 cây số. Còn tiểu đoàn thì cách bộ binh thì cũng có khoảng 1 cây đấy, chứ không cho ở xa, xa là sợ đánh vào hậu. Thì bố trí xong lực lượng là củng cố đào hầm đào hố, thì cũng bình thường, cũng bình thường, nghỉ ngơi rồi là lâu lâu là anh nuôi, cứ một ngày anh nuôi ra tiếp viện một lần để cho cơm nắm thôi, cơm nắm với mấy con cá khô với mấy con mì tôm đấy thôi, với lại bình tông nước, bởi vì cái địa bàn nó không có cái gì mà ăn uống cả, nó ở trong rừng, đúng là ở trong rừng. Thì thôi chốt đó là đến tháng 5, thì lâu lâu thì cái thời gian chốt nó cũng chỉ đánh lẻ tẻ thôi, nó vào đánh xong còn lại bỏ chạy, cỡ cái cấp đại đội. Nhưng mà mình cũng chỉ tung sơ sơ về cái cối 60 ra. Vâng. Còn các ông biểu là bây giờ là mình phải cố gắng tiết kiệm đạn, bởi vì là ở đây nó khó vận chuyển đạn, vì đường xa mà toàn đi bộ mà, có ô tô không vào được, đường rừng. Phải tiết kiệm đạn đấy. Vâng, tiết kiệm đạn, bởi vì là cứ để cho nó bắn, cứ lâu lâu là cái pháo bầy đấy, cái pháo ở bên Thái Lan nó bắn sang, nó pháo cầm cành, nó bắn, nó vô giờ giấc, có khi nó bắn vào buổi chiều, có lúc nó bắn vào cái giữa đêm, có bữa thì nó bắn vào gần sáng mình dậy, nhưng mà nó cũng không nó bắn vu vơ thôi, bắn vào biết là lính mình nó dài quân hết khắp cái tuyến biên giới mà nó dài lắm, thì nó cứ bắn như thế, có là trúng hay không trúng mà kệ, nó cứ thế là nả, cứ treo treo trên đầu là bắt đầu nổ rình trời đất, xong nó lại nghỉ. Còn bộ binh thì nó chỉ lâu lâu đưa cái cấp đại đội, nhưng mà ở trong hầm khổ lắm ấy, mưa và nước cứ lầm bòm tới gối. Quá đầu gối luôn, trời mưa mà. Trong công sự là nước không? Vâng, nước. Cứ phải lấy cái mũ cối rồi là tát hết. Còn nước thì anh nuôi nó lấy cũng chỉ hạn chế. Một bình tông nước trong một ngày thì cũng đủ. Cứ trời mưa là bắt đầu trải cái ni lông này ra để hứng cái nước mưa, để bỏ bi đông để mình lại lấy cái nước uống. Uống dần. Vâng, uống dần. Chứ không dám uống nước khe. Uống nước khe nó độc hại. Thì coi như là đơn vị coi như là sốt rét cũng tương đối, bởi vì uống cái nước với lại nó muỗi đốt phát cho mấy anh cái lọ gọi là thuốc của Mỹ đấy, vâng, xịt, nhưng mà cũng không xể. Cứ một hầm là ba anh, một hầm ba anh là thay nhau gác, chứ không được ngủ hết đâu, ban ngày cũng được. Còn phía trước này cách khoảng 50 mét là bắt đầu lấy cái cành cây khô đây, bắt đầu rải phía trước, rải dày đặc vào. Khi nào nó không có vào là mình cứ đi kiếm cành cây khô đó mình rải. Còn mìn mình không dám gài, mình không gài mìn, vì sợ trường hợp mình tấn công cái là mình nhảy lên là bị mìn của mình. Là cái đơn vị của tôi là không có gài mìn ở dưới. Vậy là bố trí cho đại đội 2, cứ mỗi một đại đội là khoảng 5 quả mìn DN-10 đấy, mìn thối đấy, để trừ trường hợp mà nó tràn như cái mấy trận trước đấy là mình sẽ xử trí. Nguyên đại đội 2 tôi thì cấp trên bố trí cho nó 2 khẩu 12 ly 8, tăng cường thêm, tăng cường với lại 4 khẩu đại liên đấy, tăng cường như thế. Còn cối thì nói chung là bộ binh là phải gánh thêm mỗi anh 3 quả vào trong chốt đấy để hỗ trợ. Còn nguyên tiểu đội cối thì nó nằm ở giữa thôi, nằm với ban chỉ huy đại đội. Vâng, nó gần lắm. Nhưng mà cối của ông cũng biểu là hạn chế, nếu mà trường hợp nó đánh nhỏ là không nên tương, không nên vâng, nên bắt, bởi vì là sợ là đến lúc mà nó tấn công như mọi lần đó, là mình thất thế, là vẫn phòng thủ như thế. Mãi đến tháng 7 lúc đó nó mới mưa, mà nó mưa trong bên kia nó không mưa kiểu giống miền Nam, mưa xong lại tạnh, nhưng mà cũng ứa đạn mà nước làm ba làm bòm, người có được tắm đâu, không có chỗ mà tắm, cứ nằm ở dưới hầm đó. Cứ lâu lâu một ngày thì anh nuôi nó đưa vào cho một nắm cơm với một bình tông nước, nó đưa chung thôi, đưa một can to đấy và chia ra cho mỗi anh bình tông nước. Thì kiểu này thì ở mãi thì cái sốt rét thì cũng tương đối. Nguyên đại đội 2 là của tôi đấy, là bị mất 2 chục anh, mà cái sốt rét là tự nhiên là nó xin lỗi anh là nó đái ra máu luôn, mức độ đấy, nhanh chóng lắm, lên cơn cái là run,
Bởi vì nằm trong hầm quá, có lẽ nằm trong hầm nhiều. Thế đơn vị biểu tôi anh nào sốt rét thì phải cho ra khẩn trương. Nhưng mà phải cáng đấy, cái anh nặng quá là phải cáng. Không cáng thì phải, phải cáng ra. Vất vả. Mới vất vả. Mà có xe cộ gì đâu. Cáng cáng anh tính gần đến 20 cây số mới ra đến cái điểm có xe. Đến cái chỗ cái cấp trung đoàn của mình đấy. Vâng. Thế là hôm đó là đơn vị biểu anh nào mà sốt rét thì cho ra ngoài. Với lại mình lấy thêm quân chi viện, quân bổ sung. Đơn vị nào bị là cứ cho ra hết. Để bổ sung tiếp. Bổ sung lính mới đấy. Phải lấy lính mới vào. Thế hôm đó là xong đâu là đơn vị lại bố trí cho mấy anh vào để nhận lính mới ở trong trung đoàn. Bởi vì bổ sung liên tục mà. Bởi vì quân cứ phải đủ. Súng đạn phải đủ bởi vì chốt. Ui trở đến tháng 7 thì lúc đó là bắt đầu pháo của nó ở bên kia bên dưới tập kích. Nó bắn là cả cối 120 nó nện. Nó nện tưởng như là rung trời đất lên nó. Nó nện khoảng 1 tiếng. Sau đó là quân nó mới lên. Đánh ban ngày mà. Chơi ban ngày. Bọn vừa đánh vừa hô. Lúc đó là nó ở trong rừng nó mình cũng khó phát hiện. Bởi vì là mình chỉ ở trong chốt, mình thì đang ở trong chốt. Hắn thì ở ngoài trần là hắn cứ thế nó lên. Mà đường rừng không phát hiện ra. Thì công việc kiểu này mà bắn cối thì cũng khó xử. Cái cối của mình mà chạm vài lá cây rớt xuống là nổ luôn. Vừa cái kiểu như thế. Cái công việc kiểu này thì thôi. Cứ để đó. Để cho nó vào gần thì mình hãy đánh. Bởi vì mình không chưa phản chỉ cả. Nó tung cối pháo nó bắn như thế mình vẫn im re. Mà nó thấy im re bao nhiêu nó càng sợ. Cái số quân lính của nó đánh có cái là ông cấp tiểu đoàn. Cấp tiểu đoàn. Xong là thấy là hô hoát hắn lên. Thì thấy là hắn bắn cái loại cối 82 đấy. Xong là đi cà rét. Bắn. Thì mình vẫn hầm hố là mình lúc đó bắn mình phải chui xuống hầm. Khi nào dứt tiếng súng mình lại phải ngó lên để xem có anh có lên hay không. Lúc đó là nó trừa này ạ. Bọn này gan lắm. Bởi vì nó lùi lần sau là hắn bắn. Nó cũng ác. Cán bộ bắn. Không cho phép lùi. Vẫn chỉ có tiến. Nó khai báo như thế. Lúc đó là nó kiểu nó bỏ cái súng AK lên nó trườn kiểu như đặc công trườn kiểu đó. Lúc đó là thấy cái hướng với tôi là 10 thằng nguyên trung đội tôi đấy. Thế bỏ lầm nga lồng ngủ lên. Thế biểu thôi kiểu này là đến gần rồi được không ạ? Gần rồi mình phải chơi thôi. Thế đến gần khoảng 50 mét. Thế hạ lệnh cho cái thằng lính đại liên của mình đấy. Lúc đó mới bắn đại liên thôi chứ dám bắn lớn đâu. Hạ nòng chục quất, bởi vì mình đang ở trên dốc, hắn ở dưới dốc, nên cày đất lên, có lẽ cũng bị cày cái cờ 500 viên, nó cứ thế quạt thôi mà, hắn bóp hết cờ thôi mà, cày mà đất, bắn sát mà đất luôn. Thấy im re, không thấy lên à, cái hướng nó thấy im re. Thế là cái hướng bên cánh bên phải là trung đội 4, trung đội 4 nó nằm, lúc đó nó lên vừa hô vừa hoát, lên ban ngày. Mà hắn cũng có DH-10, trung đội nào có DH-10 hết. Cứ ông cũng biết thôi, cứ để đó. Cứ hay chơi đàn nhọn cái đó, xem qua em ra. Thế hạ nòng 12-8 nó quất, bởi vì nó lên đồng quá. 12-8 quất là nó dễ sợ, nó kêu tóc toát. Mà đi thành cục lửa rồi. Nhìn khiếu hồn luôn. Vâng, bắn cày mặt đất lên. Nó thấy im re. Không thấy lên nữa. Thế là im re, cái trận đó thì im re. Thế cơ ông bây thôi khả năng là nó cũng bị thương nặng hay là thế nào thì nó mới không lên. Thế là nó đánh thăm dò. Kiểu đánh thăm dò sau đến cũng lâu đấy. Mình cũng chả tung cối đâu nè, cũng không bắn cối bắn giết được. Mình cũng sợ là sau này lên quá đấy, không có cối đạn mà nết đó. Thế mà đến khoảng tháng 8 lại vào trận nữa. Hắn đánh có khi cấp nó là có lẽ cấp lớn. Hắn chủ yếu đánh lên cái đồi với tôi. Cái đồi cao điểm chốt. Cái điểm chốt nó chủ yếu đánh bằng được cái điểm đó mà đánh vào tiểu đoàn 7 chứ không có hai bên cái tiểu đoàn nó chưa đánh mà đánh chủ yếu chính diện mà ở giữa mà lại ở đó cái bữa tôi lại có một cái đường nó mà dân hắn đi gọi là sang bên kia buôn bán ấy. Vâng, nhưng mà nó cách xa nó khoảng cây số với tôi chốt ở trên đó. Còn cái lực lượng mà gọi là kiểm tra dân chúng với lại cửa khẩu là lực lượng khác. Vâng, đó là thuộc sư đoàn khác. Thế hôm đó là đến tháng 8 thì đầu tiên đánh ban ngày. Pháo là pháo tầm xa đấy.
hắn nã kiểu nã cũng vào cái chỗ đó, nhưng mà nó không không vào trúng chốt, chỉ rớt xung quanh thôi, rớt xung quanh cái chân núi thôi. Nó làm cũng cỡ khoảng 30 phút, xong là đến lúc là nó mới lại có lại cối 120 ly đây, có lẽ dạ. Vừa ngăn dạ cái nữ là cấp trung đoàn, nó ở bên cái đỉnh núi nó dạ xuống thì dạ một kiểu như là mình là nát luôn ấy. Cái kiểu khu vực là tàn hoang kiểu như máy bay B-52 ấy. Trận ấy, khoảng 30 phút mà nó ác lắm, cái loại cối nó như bom ngắn trúng hầm anh nào chỉ có chết thôi, không thể thoát được, tàn sát luôn. Thế là hầm với tôi nói chung là đơn vị vẫn là còn nguyên, công việc là không được phản công, cứ để cho nó ra hết, mình phải cầm cự, lính chưa lên là mình chưa đánh gan đến mức không phản, mà cũng không bắn cối bắn pháo gì. Cái điện cho cấp trên biểu là bây giờ là lực lượng của nó là tấn công bằng pháo và cối 120 ly, xem trên có vấn đề yểm trợ, biểu các anh cứ yên tâm. Mình cũng có cối pháo đặt ở sau đằng sau trung đoàn mà, cái chỗ phun đấy, vâng, cối pháo 85 ấy cũng là cái loại pháo 130 ly đấy, cũng đặt sẵn ở đó. Thì công biểu thôi để xem tình hình, nó mà tấn công thì phải điện khẩn trương để nó lên đã đủ tầm pháo để mới nện. Thì đúng 12 giờ trưa, 12 giờ trưa mới lên, vừa lên vừa hô chô chô, có lẽ bộ binh mà không dám lùi, mình bắn cối đằng sau nó cũng không lùi, nó cứ thế nó tiến lên thì nó quá tầm cối rồi. Qua tầm cối pháo của mình, thế phải dùng bằng cái lực lượng bộ binh đánh. Thế không bây giờ thôi, bây giờ mình phải tấn công rồi. Thứ nhất là đạn nhọn, thứ hai nữa là nó vào gần quá là phải để hắn 10 tuổi, càng bắn hay là càng lên ngoại gan rứa. Mà hắn vừa lên vừa hù chô chô, một số thì cũng mặc áo đen, một số thì mặc áo kiểu như lính mình đấy, vâng, nhưng mà chân thì không biết có đã đi giày đi dép gì không. Thế cái hướng bên tôi vào đâu là 20 thằng lùm nga lùm ngổ vẫn bò lên, hắn bò lên cái dốc thế này mà vẫn bò lên, mình bắn thế vẫn bò lên. Thì biểu rồi cái ông trung đội trưởng lúc đó, tôi trung đội trưởng biểu tôi cứ yên tâm, mình phải đánh xa la cà mấy ăn mới chết, cái bọn này là nó gan lì lắm, có khi nhảy bổ luôn không chết là chạy bổ luôn. Đến gần khoảng 30 mét, đúng cái tầm của DH-10 rồi, biểu thôi dí đi, biểu cái thằng cầm điện dí ngay lập tức đi. Úi chán, thổi một phát là thấy trắng cái kiểu như sáo luôn, trắng băng, có lẽ cùng bay cả người luôn. Cái loại nó thổi khoảng rộng 50 mét mà, thổi trắng băng luôn. Thì thấy im re, không thấy tiến lên nữa, không thấy hô hoát gì nữa. Thế cái hướng trung đội 4, hắn cũng lên nhiều. Thế có ông cũng dí cái DH-10 đây, cũng thấy im re. Thế mình cũng chả ra, cũng chả tấn công nữa. Đơn vị biểu, tiểu đoàn biểu không, mình không đánh vận động. Hắn đã không lên nữa thì thôi, mình chỉ giã cối pháo thôi, giã cối ra xung quanh mình đuổi đó, gặp thằng nào thì thằng chết thôi. Vì mình sợ đánh vận động là ai chết nhiều. Thật với anh lên khỏi hầm là ác liệt. Vâng, lúc đó là sau thì mình cũng không cho trinh sát ra kiểm tra cái trận địa xem có mình thì lại không gài mìn, mình đánh vận động là mình đánh lên là mình chạy luôn á, bởi vì là mình tránh cái trường mà gài là mình lại đạp phải mìn mình. Vâng, thì nó lên tự nhiên thôi mà. Đánh xa lá cà cũng có đấy chứ, gan lắm thằng nữa. Thế sau được cái trận nó đánh cũng lâu đấy, đánh phải đến từ phải đến 5 giờ chiều, 5 giờ chiều vẫn cái tiếng súng lác đác, với có ba đó bốn đại đội mà, bốn đại đội để lùi thì nó cũng im re, không thấy lên thì có lẽ là nó cũng bị thương nhiều. Thì đơn vị với tôi thì vẫn là chốt ở đấy đến tháng 7. Tháng 7 này nó lại vào đánh. Vâng. Nói chung lực lượng của nó thì cũng cỡ khoảng tiểu đoàn chứ không lớn lắm. Từ cái phum Tà Cum Crow đó là đi lên đến cái chỗ điểm anh chốt ở biên giới Thái ấy, thì cái quãng đường nó xa không anh? Xa chứ anh. À. 20 cây cơ mà, phải đi bộ mà. Cỡ 20 cây là đường rừng. Vâng. Còn anh em mà tiếp tế mà lạn dược là cũng phải đi bộ hết. Phải vận chuyển chứ, phải đưa đạn đến cho với tôi chứ. Vâng, thì cái đó là có lực lượng vận tải. Vâng, có lực lượng vận tải. Vâng, là ví dụ cứu thương cứu ấy là không phải đi bộ hết rồi. Mở ra cách đó khoảng 20 cây mới có xe. Ra ngoài cái phum Prao đó, cái loại đường cái nó mới có xe. Vâng. Nó là ở rừng rú mà. Còn cái điểm chốt của anh là nó khá là ác liệt. Vâng, nó thuộc là rừng rú cũng tương đối là nguy hiểm. Ra bên dưới Thái, mé bên kia là Thái. Còn mé bên này là mình.
nhưng mà cái lực lượng của nó tối nó vẫn tràn sang, với lực quân của nó cũng nói là biên giới nhưng nó rộng lắm, nó vẫn đóng quân giải rác cái quân của mình đây, nhưng mà nó vẫn có kẽ hở của nó vẫn chui vào được. Vâng, thì nó biết là cái chỗ nào mà bộ đội Việt Nam đóng là nó cứ tìm đánh, đánh xong nó bỏ chạy. Năm 1981 thì trời nó mưa to, với lại lực lượng của mình cũng chốt hơi lâu rồi, cứ chốt lại dài mãi, lại thay quân được một vài ngày lại vào kiểu đó. Có ai thay chứ đâu, với ba tiểu đoàn để chốt cả, anh nào ốm yếu cho ra ngoài kiểu như thế, lại bắt đầu lắp quân khác mới vào, phải lấy ở ngoài Sài Gòn vô đấy, tân binh. Vâng. Thế đến là tháng 7 năm 81 thì đến đầu tiên thì với tôi vẫn chốt bình thường, tưởng là cũng bình thường thôi, hắn cũng nã cối pháo, hôm đó là hắn nã chừng độ khoảng 20 quả pháo kia sang cái chốt mà với tôi đang gọi là chốt đó, nhưng mà nó cũng không trúng địa bàn, không trúng đội hình, nó nói chung xung quanh là tan tác như là máy bay đánh. Ừ, pháo mà hắn cứ trần nhừ đi. Thế đến là ngày thứ năm, đến tháng 7 đó, đến ngày thứ năm thì bắt đầu nó thì im re, không có tiếng động, không pháo viết gì cả. Đến ngày thứ sáu thì bắt đầu nó thấy cối, đầu tiên là cối 120. Hắn bắn coi như là chừng độ khoảng 30 phút vào trận địa. Nhưng có chỗ thì nó cũng vào giữa, vào trận địa mới nhờ không trúng ngầm, không trúng ngầm mình. Nhưng mà cũng đê tài, nói chung rung trời đất lên, khói mù mịt trời đất, nát hết cái khu vực đó. Thế đơn vị biểu kiểu này thì điện cho cấp trên có nên đánh vận động hay không, thì cấp trên biểu cứ từ từ để xem cái lực lượng của nó thế nào. Nếu mà nó bắn mà cối 120 nữa thì chắc chắn là cái cấp khả năng cũng trung đoàn, không lớn nữa rồi, thì để cấp trên bố trí. Thì sư nằm lúc đó mới điều hai trung đoàn vòng đằng sau để hỗ trợ cho cái quy 16 để đánh vòng. Thì lúc đó thì bữa tôi thì vẫn chốt, nhưng mà đạn dược lúc đó hơi cạn kiệt, cứ lâu lâu phải bắn, còn phía trước là cứ phải vớt cái cây cành cây khô, để thỉnh thoảng đụng là mình cứ phải nện tương cái lại đạn thẳng ra AK ra, không tiến bò vào kiểu như vậy. Thế hôm đó là khoảng 9 giờ thì bắt đầu là cối pháo nó cứ tới tốc vào trận địa. Cấp trên về thôi kiểu này là phải cho quân phản kích, cho quầy hai trung đoàn phản kích xem thử quầy thế nào, quầy lực lượng có lớn hay không. Thì trung đoàn 4 của sư 5 gọi là đánh vào cơ sở trung đoàn lúc đó, còn đại đội 2 chúng tôi thì lúc đó cơ ông cũng biểu phải đánh vận động để đuổi ra. Vâng. Còn hai đại đội, đại đội 4 với đại đội 3 thì vẫn giữ chốt vì đánh vận động mà, để đánh vận động được kết hợp với cái trung đoàn đó. Thì lúc đó thì mình đại đội 2 thì cũng tăng cường cho hai khẩu đại liên với một khẩu 12 ly 8 của tiểu đoàn đem đi, của trung đoàn bổ sung đấy. Thì đi ra đánh, lúc đó là quân nó muốn lên bãi bãi trong rừng chứ không bãi bãi chạm, từng cây cũng lụp sụp cái cỡ cao bằng đấy. Thì đánh nhau nó cũng không phát hiện được mình cũng phát hiện được nó, chỉ có thể bắn thôi, không thấy người. Cơ bản là trong rậm quá, chỉ lợi dụng cây cối thế mình cứ nã thôi. Thế đi ra mãi đuổi đến chừng độ khoảng gần một cây thì lúc đó nó mới tường cối lại, nó mới bắn phản cối, toàn cối 60 hết. Lúc đó bị nhiều lính riêng cái cả hai với tôi ấy, là bị thương mất 5 anh và bị cối, lúc đó bị cối. Vâng. Bị cối hắn ném và hắn bắn. Lúc đó lực lượng trung đoàn 14 trung đoàn 4 của sư 5 đánh chính diện vào khu trung tâm, ngay cái trung đoàn bộ của nó đấy. Trung đoàn bộ của nó lại không bố trí như ta, nó bị hỏng đằng sau, nó chỉ bố trí lực lượng mấy cái anh cối với anh pháo đó thôi. Lúc đó là hắn coi trung đoàn 4 vô làm cấp tập đánh, coi thu được mấy khẩu pháo ở khẩu cối 120 ly đấy, 3 khẩu với lại cối 82. Xong lúc đó thì hôm đó là hắn tìm mãi không thấy thằng trung đoàn ở đâu,
bắt được đâu cái số ở đằng sau hậu cần là hắn bắt hết. Một số đầu hàng mà có súng ống mấy đâu, chỉ có lực lượng đơn giản thế đánh tập kích đằng sau thì gọn, nhưng mà đằng trước hắn vẫn không lùi, hắn vẫn cứ thế đánh mình. Thế cấp trên vừa được rồi, gọi là cái trung đoàn của nó mình đánh tan rồi, nhưng mà chưa bắt được thằng chỉ huy của nó, thì đang cho một số để lùng với lại tìm. Cuối cùng hắn chui xuống một cái hầm, hầm sâu lắm, hầm chữ A. Thế bắt được cái thằng liên lạc của hắn cũng biết tiếng Việt Nam, bỏ bẹ thôi. Thế biểu cái lục thu mày ở đâu, cái ông trung đoàn trưởng mày ở đâu, khai ngay không tao bắn chết. Lúc đó nó cũng sợ. Tức là lúc đại đội 2 của anh là cũng tiến vào đó rồi. Tiến vào rồi, cũng vào với các anh ấy rồi. Vâng, nó chưa biết là đằng sau bị mất, bị mất trung đoàn, chỉ có không có thấy cối pháo vào thôi. Còn cái lệnh của nó là vẫn tiến, chỉ có cối đại đội có cối 60 với lại là đại liên, cứ thế nó bỏ lên, bắn bỏ lên. Thế là đại đội 2 với lại một số anh ở bên trung đoàn 4 ấy. Lúc đó thì mình cứ thế đằng sau đánh thôi mà. Đánh lúc đó nó thấy là tại sao quân đánh đằng sau, lúc đó nó quay đầu bỏ chạy. Bỏ chạy thì lúc đó là bắt đầu cái lùng ngỗ muốn chạy là đứng người chứ, chạy lom khom. Lúc đó là 12 ly 8 là mới nã. Chết cũng hơi tương đối quân của nó đó. Không biết là chết nhiều hay chết ít, nhưng mà thấy là ngã gục nhiều. Còn một số là hắn thấy cũng sợ, thấy quân mình đông quá đấy, đánh vào khẩu. Quân mình đánh vào khẩu là thấy đông quá, nhìn thấy toàn là lính alo số lên hết. Còn đại đội 3 với đại đội 4 thì vẫn chốt chứ không vận động, vẫn chốt nguyên chốt, sợ nó bám vào chốt. Thế lúc đó là bắt đầu, hôm đấy là bắt được 25 thằng là nó đầu hàng. Còn bao nhiêu bị thương ngốc ngô ngốc ngoái thì cũng chả có ai cứu, nó cũng vứt đó luôn. Còn mấy anh gãy chân gãy tay anh vứt đó, đang máu hang mà lắm, lính mình chết hơi nhiều. Thế cơ ông biểu thôi kệ mẹ, cho con chết luôn. Nhưng mà cũng có thằng, mấy thằng mà hắn chạy đầu hàng đấy, có thằng biết tiếng Việt Nam. Vâng, biết tiếng Việt Nam. Biểu các anh đừng giết em, hắn nói rõ tiếng Việt Nam lắm. Thế mà tôi có cái gì đâu, có dây rừng cơ mà, cắt ra buộc hai tay lại, buộc chéo đằng sau, với lại giao cho mấy anh gọi là đưa về gọi là trung đoàn. Cũng sợ nó bỏ chạy, nói như anh là trong rừng khó sợ lắm, cho nên cứ phải buộc cái chân vào, buộc cái dây đó, còn nếu nó chạy nó không thể kéo nhanh được. Anh đang tìm, Phương đang tìm cái thằng trung đoàn trưởng lúc đó là tìm mãi. Thế sau là cái hầm của nó nhiều nhiều ngách lắm anh, hầm chữ A nhưng nhiều ngách. Bắt đầu xuống, cả hai với tôi bắt đầu xuống. Thằng anh chỉ biểu là hắn đang ở trong đó, ông đang ở trong cái hầm đó. Thằng liên lạc đấy. Thằng liên lạc đấy. Nhưng mà không phải mình ông ta, là còn mấy thằng coi là ban bê, ban chỉ huy của nó đấy. Đấy, ở nằm trong hầm. Lúc đó là biết là nằm cái hầm đó rồi nhưng mà hắn không lên. Thế cho cái thằng viên dịch gọi, mới có lên hay không? Không lên thì ăn mìn, ăn lưu đạn đấy. Hey, có lên thì lên, không thì bữa tôi giết hết. Thì lúc đó thấy một thằng lung ngô lên, có lẽ cũng thằng gọi là trợ lý thôi, cũng bụng cũng xẹp lép không có gì lắm. Thì lên cũng giơ tay đầu hàng thế này, thì bữa tôi bắt luôn. Hey. Còn những anh nào ở dưới đó, anh nào biểu còn bốn anh nhưng mà chưa lên. Hey. Thế có phải trung đoàn trưởng tôi bay không? Hey, đang nói đó. Biểu có, ông ấy đang ở dưới đó, hắn gọi bọn ông lục thùm. Đục thùng đâu ở dưới đó, sao không lên mà gọi sao không lên, có một sống này là muốn chết. Nếu mà đầu hàng thì sống, mà chống thì chết. Lúc đó tôi bắn một tràng AK, nhưng bắn dọa, tôi bắn xuống hầm. Bắn xuống hầm thì không trúng được đâu, nó hầm nó nhiều ngách lắm, hết một bằng. Biểu có lên không? Không lên là ném mìn này, ném lưu đạn đây. Thế là nó bắt đầu thấy bắt đầu nó rông ngóc lên, thì mấy ông trên, ông đại đội trưởng biểu thôi, hắn đã lên rồi thì đừng có bắn. Hắn không thể chạy rồi, bởi mình vây hết rồi. Còn có 5 thằng thì có chạy được, trời không chạy được. Bắt đầu lên, có một thằng to, bùng phê anh ấy. Một bùng phê, có lẽ trung đoàn trưởng quá. Bắt đầu lên cũng run cầm cạp đấy, không có quần hàm quan hiệu gì đâu. Mũ cũng không có mũ, cũng quần áo cũng giống mình như quần áo cọc thôi, áo cọc. Thế lên, nhưng mà hắn cũng vứt. Lên nó giơ tay, nó vứt súng ngắn.
mấy anh là bốn anh làm bắt hết toàn bộ. Thế ông vâng ban chỉ huy bắt gọn cơ sở trung đoàn của nó. Thế lúc đó mới báo về sở chỉ huy trung đoàn, vì ông Nguyên cái trung đoàn của nó đánh vào đây chúng tôi đã bắt hết và đã tan rã, đập tan bộ máy đằng sau và thấu cối 120 với lại là cái cối 82 đấy là 4 khẩu. Phải báo cáo với các anh như vậy. Còn cái sở chỉ huy của nó là bắt gọn, bây giờ chúng tôi đang đưa người là áp tải về. Thế là trung đoàn nó có ông hoan hô giỏi giỏi giỏi, nhưng mà mình cũng bị thương, cũng tương đối khoảng bị thương. Lúc đó là nó vẫn nha, coi như là cái đại đội 3 với đại đội 4 là vẫn chốt, mà một số nó không biết là đằng sau nó bị mất ghế, nó vẫn đánh. Sau rồi cuối cùng rồi nó thấy không còn tiếng súng tiếng giết nên là nó mới quay lại thì bị mình túm hết, bắn đạn thẳng, chủ yếu là bị đạn thẳng. Nó chạy mà chạy 12 ly 8 Hà Nòng thì nó vừa tầm, thì thằng thì gãy chân, thằng gãy tay, với lại cối 60 của mình đấy đang còn nhiều mà đã tung hết đâu. Lúc đó là bắt đầu nã cờ nguy, bắn cối trúng chính xác đội hình luôn, đội hình nó chạy đấy. Càng chạy đến đâu là cơ ông ấy tung mấy ông cối của mình là đảm bảo chắc chắn là 100% luôn. Thì chủ yếu là chết với cối thôi mà, còn đạn nhọn thì chủ yếu là gãy chân gãy tay cũng chưa chết hẳn. Và cái cối nó trúng đội hình nó tàn phá lắm ấy, đúng là không thể là xé xác luôn, chứ không chuyện đơn giản. Thì câu chuyện đến đó thì coi là đại đội 2 thì lúc đó là cơ ông biểu thôi, thì cái đại đội 2 đánh vận động rồi ông tiểu đoàn trưởng biểu đó. Tôi thì cho các anh ấy rút về phía sau chừng độ khoảng 10 cây để nghỉ ngơi. Cái đó là cái chỗ phẫu của tiểu đoàn. Nhưng mà tiểu đoàn nó chỉ cho trung đội trinh sát thôi, với lại mấy anh đặc công ở lại phía sau để giữ thôi, bảo vệ tiểu đoàn đó. Còn trung đoàn thì ở xa. Vâng. Là cái trận đó là anh đánh phối thuộc với trung đoàn 4. À, trung đoàn 4 đấy. Vâng. Và đánh phối thuộc với trung đoàn 4. Thì cái này thì theo như em là người nghe lại anh kể thôi. Vâng. Nhưng mà có khả năng là em cũng nhận biết được đây là một cái chiến thuật rất là hay. Vâng. Tức là có thể là cho cái K2 của anh là đánh vỗ mặt. Vâng. Tức là đánh đối diện với nó. Vâng, đánh chính diện mà. Vâng. Đấy, kiểu để thu hút hỏa lực. Vâng. Đúng không? Của nó là về các cái hướng của các anh. Vâng. Đấy. Còn để cho cái trung đoàn 4 đó là người ta vòng phía sau. Vâng, vòng phía sau đấy. Tức là mình cho một đại đội đánh thu hút. Vâng. Đấy, tức là cho cái tiểu đoàn 7 của anh. Vâng. Và cho cái K2 của anh là trực tiếp là đánh vận động ra. Vâng, đánh vận động như lúc đó thu hút cái hỏa lực của nó. Vâng. Đấy, và trung đoàn 4 thì người ta vòng ra phía sau. Đấy, và người ta đánh tập hậu. Đánh vòng. Thì nói chung là đánh cái kiểu đó gần như là đánh úp lại, đánh nó cùng một lối thoát. Vâng, đánh úp đằng sau, đánh vào bộ máy của anh. Đó là những cái chiến thuật mà em đi phỏng vấn cựu chiến binh ấy, thì cái chiến thuật của Việt Nam mình mà nói đến đánh nó cũng rất là hay. Vâng, đánh toàn đánh úp là chủ yếu. Và lúc đó là cái điều kiện nó cũng khó khăn, tại vì là các anh là đánh ở trong rừng. Toàn rừng rú hết. Cái trận đó là K2 cũng như là cái tiểu đoàn 7 của các anh và cái trung đoàn 4 phải nói là một cái trận đánh rất là xuất sắc. Vâng, trận đánh cũng tương đối đấy. Vâng, tương đối căng thẳng đấy. Có cái cuộc chiến nào mà nó không hy sinh đâu. Ít nhiều gì cũng cứ hy sinh rồi bị thương. Vâng, chỉ có ít nhiều thôi, vẫn phải hy sinh. Mà không lên không được chứ anh. Mà đạn tránh mình chứ mình có tránh được đâu. Bắn cứ như mưa đâu mà. Cứ thế là anh cứ nả hết cỡ rồi. Mình cũng vậy thôi. À, thế là sau đó là cái K2 của anh là... Vâng, K2 được rút ra còn nghỉ dưỡng cách đó khoảng 10 cây số. Vâng, cỡ 10 cây thôi, cách đơn vị. Vâng, tức là củng cố lực lượng. Củng cố lực lượng, nghỉ ngơi bởi vì nó cũng mệt với lại. Lúc đó K2 các anh có bị hy sinh, bị thương anh? Hôm đó bị mất 5 anh, là bị thương nặng. À, thế là anh cũng là người trực tiếp là bắt. Cái... Vâng, cái hôm đấy là đánh vào trung đoàn 4 mà. Vâng, cho anh là người trực tiếp là ở ngay chỗ. Vâng, ngay chỗ hôm đấy là hôm đó là anh bên trung đoàn 4 đấy. Anh bên là không biết đại đội mấy này. Anh lao thẳng qua coi đánh chiếm được toàn bộ mấy cái trận địa cối của nó đấy. Vâng, cối trào 20 ly. Cái khu đằng sau của nó thì nói với anh nó rất hở. Mà nó không như mình. Cái lực lượng nó không có bộ binh. Ít bộ binh lắm, chủ yếu là cái chủ yếu mấy cái anh cối anh ấy là cứ thế là bắt đầu anh tương rồi. Vâng. Cho nên là nó hở,
Thì lúc đó thì mấy ông trung đoàn là lúc đó phải chui trong ngầm thôi, không có đường chạy nữa, hết đường chạy. Mà có chạy cũng chết rồi. Và cái trận đó là lẽ, thế là cái Q16 của anh có được phong anh hùng không? À, Q16 phong anh hùng lâu rồi chứ. À. Nhưng mà không biết đánh miên này có phong thì tôi không chả rõ. Nhưng mà cũng thế đánh cũng thắng chứ không thua mấy. À. Đánh chủ yếu là đánh chiến thuật chứ còn không đánh cái kiểu chính diện mấy. Nếu mà trường hợp mà căng thẳng mà tiểu đoàn 7 đánh nữa, cứ vẫn cho một đại đội ở lại chốt, cứ vẫn đánh cầm cự, còn cho hai đại đội vào phía sau đánh toàn chiến thuật đó thôi. Thì nó mới thắng được, mới tiêu diệt được. Thì anh khiếp là khiếp cái chỗ đó. Khiếp Q16 là chỗ đó. Nhưng mà trận ấy thì nói chung là mấy anh sau cũng bị sốt rét nhiều. Nước nuôi thì cũng chỉ yếu là nước mưa, thỉnh thoảng mấy anh nuôi đem ra cho nó. Thì cũng chỉ năm cơm với mấy con cá khô có gì đâu. Gói mì tôm nữa. Còn lương khô thì đợt ấy thì hình như cũng kém, không có lương khô mấy. Thì anh tính mà một tháng trời, có khi là hai tháng mới được thay quân, thay chốt đấy. Nhưng mà ba tiểu đoàn đều chốt cả thì không có ai thay ai. Chỉ có trường hợp sốt rét này kia thì mới có lính bổ sung. Thì nó là như thế. Cho nên lực lượng của Việt Nam lúc đó cũng hơi bị quệt quệ. Thế mãi đến hết cái năm 81 thì đánh xong cái trận đó thì thấy im re được thời gian. Trong khi bọn tôi ở lại thì một số đã về, cũng Q16. Vâng. Nhưng cái thời gian mà mấy anh ở lại thì nói chung là phải chấp nhận mọi hy sinh. Mà khổ không ai biết, nói thật vậy. Báo chí với tờ báo không thể nói hết được đâu. Nhưng mà chỉ anh trực tiếp chiến trận thì mới biết là cái sự thật nó là như vậy. Thì báo cáo với anh là cái trận hôm qua đã nói chuyện xong. Thì đơn vị với tôi được rút ra nghỉ được 15 ngày. 15 ngày cách đó 10 cây số. Tức là ra là củng cố lực lượng. Củng cố lực lượng để nghỉ ngơi và tiếp nhận thêm quân. Để nghỉ ngơi cho lính nghỉ ngơi tắm giặt chứ. Xong đầu vào đấy thì trung đoàn biểu thôi, bây giờ các anh đã nghỉ dưỡng xong. Bây giờ bổ sung vũ khí khí tài cho nó đầy đủ. Tiếng ăn nó có ở đó có một cái sông, cũng sông nước đục lắm. Theo mình đấy. Vâng. Lính xuống đó tắm giặt, nghỉ ngơi. Chỗ đó thì nó tạm yên ổn. Vâng. Không có dân đâu, chỗ đó không có dân. Nghỉ ngơi xong, đơn vị cũng cho ăn uống đàng hoàng. Vì cho cái số vận tải phía sau là đem này, là lương thực thực phẩm. Được khoảng 15 ngày sau thì tới lệnh của ông tiểu đoàn cho tôi, bây giờ các anh phải tiếp tục ra. Thay bây giờ mình phải dùng hình thức là thay từng đại đội một. Bây giờ các anh là ra thay cho đại đội 3. Đại đội 3 của mình ở trên chốt mà. Đại đội 3, đại đội 1, đại đội 4. Đang 3 đại đội nằm đó. Thì bây giờ mình phải dùng hình thức thay, không thì bây giờ không có quân đâu chi viện này. Thì tôi cũng ra đấy là tiếp nhận thay cho đại đội 3, cho các anh ấy lại ra nghỉ cũng tại vị trí đó. Về ra phía sau khoảng 10 cây mới có chỗ nghỉ tắm giặt. Thì đơn vị tôi cũng ở đó đấy một thời gian, cũng thấy yên tĩnh, chưa có thấy đánh đấm, chưa thấy pháo cối gì cả, cũng được một tháng trời. Thế đang nói đùa với nhau kiểu này mà có rượu uống thì ai đây. Cũng thấy mắc võng mắc giếc bình thường mà. Vâng. Mà thời lúc đó nó không mưa khô. Vâng. Cũng được cái thuận lợi là như vậy vào cái mùa khô rồi. Thế đến khoảng tháng sau thế rục rịch là cối pháo, cái pháo tầm xa của nó bắn sang, bắn cầm cành, bắn không giờ giấc, cứ một lúc nó bắn cỡ phải 10 quả. Vâng. Bắn vào đội cái phía bên mình, nó bắn qua núi mà. Thì mình có hầm hố thì khi tiếng pháo nó đi mà gần thì biết. Tiếng pháo bay qua đầu là nó cứ chéo chéo thôi. Còn nó xẹt xẹt là thôi phải chui xuống ngầm ngay. Hoặc là nổ trực tiếp ở trước mặt luôn. Cái loại cối 120 bắn vào. Thì nhận định của cấp trên kiểu này khả năng nó sẽ đánh vào. Y như rằng đúng. Cối 120 với lại là cái cối 82 của tiểu đoàn ấy. Cấp tập. Đánh vào thẳng coi là chốt luôn. Thế đến khoảng ngày thứ hai thì bắt đầu mới thấy quân nắm vào trong rừng. Trong vườn mình không phát hiện rõ. Thế cơ ông cấp trên biểu với lại trinh sát mình báo về bây giờ nó chuẩn bị đánh gai đấy. Cấp nó cũng chỉ cấp trung đoàn. Cấp trên biểu đó.
thì các anh phải cẩn thận là chốt giữ cho nó chắc chắn, nó sẽ lên đấy. Thì đúng, đến 12 giờ trưa thấy quân vừa ăn cối pháo xong đâu vừa cấy là bắt đầu cối tám hai, cối tám hai nó nã vào đi khu vực mình chốt thôi, chứ còn hầm hố thì cũng chưa anh nào trúng hầm. Chả lúc đó nó mới bò lên, vừa bò vừa hô, cái tính chất thằng gấp pôn pốt lại kiểu chứ, để lấy uy hiếp tinh thần. Mà cái đợt này là cái áo đen của nó hơi tương đối, mà áo đen mà không có đội mũ đội giếc gì cả, cứ trườn cái kiểu như đặc công, nó hung gan lắm. Nhìn thấy rõ mà ban ngày mình ở trên đồi nhìn thấy dưới nó bò lên, thì cái ông biểu mà bắn cái đàn nhọn mình cũng phải hạn chế bởi nó xa quá, mình là cái lực lượng mà bố trí một khuôn vác cái đạn dược ra cũng hơi kém, thì các anh phải tiết kiệm đạn cấp trên mới được, mà đã giết là phải giết cho chắc chắn, cứ để nhớ đâu cho nó vào gần. Thì coi như là trang bị hết hướng nào cũng có, gọi là DH-10 với mìn rơ mo đấy, còn mình không gài mìn bẫy đâu, sợ là sau khi vận động đánh là mình sẽ đào phải. Ôi chả lúc đó là bắt đầu 12:07 mình mới quất, nó vào gần cỡ khoảng 100 mét rồi, bắt đầu cơ ông mới hạ nòng cái mấy cái khẩu 12:08 của mình quất, đúng là rực lửa luôn. Thế mà cũng có lẽ nó cũng trên nhiều nhưng vẫn thấy bò lên, đúng gan mấy thằng công gan vẫn bò lồng ngao lồng ngục lên. Nhiều cái này đến lên gần chừng độ khoảng 50 mét rồi, lúc đó là mình mới chơi. Lúc đó là cái hướng gọi là đại đội 2 lên cửa khoảng cái cấp cũng cửa khoảng đại đội cũng thấy đen nghịt, mà đi hàng dọc chứ, đi làm ba mũi hàng dọc. Với cái kiểu này thì mà mình chờ nó vô sát quá lòng khéo Alonso là mình khó gỡ cái. Nói với cái ông đại đội trưởng bây là phải cho đến cái cỡ 50 mét nên phải xử trí ngay. Lúc đó là đạn nhọn đạn giết 12:08 với lại cứ thế là quất hết cỡ luôn, mới đạn nhọn thôi, cối chưa tung đâu, cối mình chưa nã, cối 60 đấy. Ui chả lúc đó nó mà không biết có chết hay không, mà cái số lính nó mình nhìn thấy trắng trợn nó vẫn bò, còn thằng nào mà không trúng là vẫn bò lên. Thì cấp trên được đại đội điện cho tiểu đoàn, biểu bây giờ muốn bắn cái cỡ đó mà nó vẫn bò lên xem phương hướng của tiểu đoàn thế nào. Bây giờ các anh bây giờ phải tấp cối 60, phải bắn mạnh cối 60 nã vào đội hình. Lúc đó là bao nhiêu cối của mình là tung gần 60 quả, gọi là tốc liên tục. Nếu cái anh cối của mình chỉnh chuẩn chỉ có cỡ 500 mét đến 100 mét thôi, vì quân nó vào cái tầm đó rồi chứ không xa, bởi vì khả năng cái cối là nó không có đường tránh, mà địa hình thì nó ở trên trần, nó ở trên mặt đất này thôi chứ nó không có hầm hố gì cả. Thì nó cứ thế nó bò thôi mà chết thằng mô, thì thằng đấy là chịu, còn thằng mô còn sống vẫn cứ bò lên này gần mức độ lửa rồi, cái hướng tôi nó chủ yếu nó chiếm mà. Cấp trên biểu bây giờ nếu trường hợp như thế thì phải yểm hộ thêm cái tiểu đoàn ấy, cái cối 82 là tiếp tục bắn đâu khoảng 20 quả nữa, bắn vào đội hình của nó, đánh đuổi ra thì xem có phải ăn chết hay không. Thì đúng mình đánh vận động cũng phải nhảy xuống, phải nhảy lên mà đánh xuống, thì bắt đầu tràn ra thì mình xuống thì cũng thấy quân nó chết nhiều, với lại có mấy thằng nó bị thương ngắm ngoái rồi cũng cho nó đi luôn, ăn gãy chân gãy tay. Còn mấy thằng mà trúng cái đội hình mà mìn ấy, à cái cối của mình đấy, có thằng thì đúng là không còn gì, nát đầu, mà có thằng đang kêu oai oái lính của nó. Thế bắt đầu xuống đến tận chân dốc cũng cách đó khoảng 100 mét, giờ cái số quân của nó vẫn đang còn anh ở dưới chân dốc. Lúc đó nó mới hoạt tấn công, hắn lại quay súng đánh lại. Lúc đó là điện cho tiểu đoàn biểu bây giờ cái số quân của nó cách đến 100 mét và chúng tôi đánh vận động xuống đó thì nó vẫn đang ở dưới chân núi đang nhiều. Ôi chả lúc đó thôi bây giờ các anh lùi quân, cứ lùi quân về địa bàn. Trinh sát pháo mới hắn điện là tấp đúng cái địa bàn đó, tới tấp đâu cỡ khoảng 30 phút thì có lẽ là chết, bởi vì trúng đội hình mà quân nó đang dồn vào đó. Thì trận đó là coi như là chúng tôi coi như là bị thương mất đâu 15 anh nguyên này đội 2. Là lúc đó nếu không đánh vận động thì chẳng bị gì, vì đánh xuống đó là nó kiểu nó đang còn quân ở dưới chân dốc, còn cái số quân mà trèo lên mình thì chết cũng gần hết rồi, nhưng còn số mà không chết thì lùi xuống dưới đó. Thế cấp trên mà mới biểu thôi
các anh không phải đánh vận động nữa, bây giờ rút quân về đúng vị trí của mình. Thì cái số thương binh tử sĩ mình phải cáng lên chứ, cáng lên núi. Phải cáng lên núi và đưa cho một số anh gọi là cáng thương binh tử sĩ phía sau đấy. Tuyến sau, bắt đầu lại khiêng về phẫu. Phẫu của tiểu đoàn cũng không xa đâu, còn cây số thôi. Là tạm thời băng bó và lại tiêm tạm thời đấy. Lại có cho số, có lại một số quân nó lại bắt đầu khiêng. Khiêng tiếp ra tới của trung đoàn. Thì cứu chữa, anh nào cứu chữa được thì cứu chữa, không cứu chữa này thì bắt đầu có ông lại đưa về vị trí để gọi là mai táng. Cái kiểu anh nào chết ấy. Phải mai táng nhưng không có hoàn ván đâu. Có cái túi ni lông của Trung Quốc phát cho mình ngày xưa thôi. Dài gọi là hòm, đấy là cái hòm hòm ni lông, nó vừa lọt một cái xác người. Có cái thời kỳ mà cái đội 112 của mình cứ đi đào mã đấy, bốc lên với đảng Cù Yên, cái nó lâu lắm, thì cũng chỉ có thế thôi. Họ niệm Phật với lại ghi bỏ vào trong đó cái lọ pini, bỏ pini thì họ tin gọi là tên tuổi ở đâu, ở đâu, ở quê quán ở đâu và bố mẹ ở đâu, thì họ ghi vào trong đó, nhét vào lọ pini, buộc hẳn vào đó luôn. Một lọ pini mà trong khi đó còn buộc một cái dây bóng nữa, buộc lại. Chắc chắn lúc đó họ mới đem đi họ chôn cất đàng hoàng. Thì ra lại cho cái địa bàn, có địa phương đó mà mình thành đánh đến đâu có địa phương, có chính phủ Campuchia đấy, du kích đấy, là giao đó để quản lý. Điều thế. Nhưng cũng có bia mộ gì đâu. Vâng, không có bia mộ. Vì lúc đó mình chưa có bia, có ấy, chỉ có chôn những dưới đất đó. Cả khoảng mét đào chôn xong đấy là giao lại cho chính quyền. Với lại có cái mấy cái anh mà trợ lý tác chiến họ vẽ sơ đồ. Vẽ sơ đồ thì sau này nắm. Để cho quân nếu mà giải phóng xong là cho quân đi khai quật lên để đem về nước. Cái kiểu như thế. Thế trận đó thì cuối cùng là đơn vị thì nói chung là cũng bị thiệt hại một số. Thì lại rút quân về. Nhưng mà lính của nó cũng chết nhiều. Mình cũng chả. Nhưng mà cái thằng đó là không lấy xác đâu. Chết vứt bỏ đâu luôn rồi. Cái thằng Pol Pot nó nữa. Thế là cái trận đó là trận đến gần cuối năm 81 rồi. Vâng. Tháng 10 năm 81. Thế là thấy yên tĩnh, thời gian nó đánh cái trận nó là thấy yên tĩnh. Rồi là đến chuẩn bị bước sang coi như là năm 82. Lúc đó thì đơn vị vẫn cho ăn Tết, nhưng mà ăn Tết cũng chả có gì đâu, trong trận địa thì cũng chả có gì. Các anh ấy coi như là cho một số vận tải đưa, gọi là tải bằng ba lô thôi, có gì đâu, đi bộ. Phải quốc ra trận là chia cho mỗi anh khẩu phần chừng độ khoảng một tiểu đội 2-3 cân thịt lợn gì đó. Nhưng mà cũng luộc sẵn cho rồi. Đem ra chỉ có thái bằng dầu gàm mặc. Với lại rượu. Rượu cơ ông cũng cho uống ý thôi. Cũng cho rượu. Và cứ mới một là hầm ấy chừng độ khoảng một xị đó. Cứ khoảng hơn gần một gù gì đó. Nói chung là không được ca múa thôi. Cũng nằm trong hầm đấy là cứ. Nhưng mà không được tập trung. Hầm nào là ở hầm đó thôi. Với tinh thần vẫn chiến đấu. Cái ông đại đội trưởng cũng đi. Ông đi kiểm tra hết. Các B, các phương anh Tiền, lúc đó anh Tiền đang còn ở mà chưa đi sư đoàn 551, anh nó vẫn đang còn. Ông vui tính lắm, ông đang trẻ hơn tôi mà, đang lên em hơn tôi. Vâng. Ông là trường sĩ quan lục quân ra, là về làm đại đội luôn mà. Vâng. Là người ở đâu? Người Thái Bình, ông người Thái Bình. Ông Tiền, ông trẻ đẹp trai lắm, người chắc chắn và khỏe lắm. Thế ông đi vẫn uống rượu bình thường, đi chúc tất cả anh em trong cái hầm đó ông đi hết. Ông lấy tính chất như thế. Ông biểu các đồng chí làm thế nào thì làm nha. Nói là mình nói đồng chí thì nó hơi xa. Bây giờ nói với anh em thế này. Rượu cấp trên cho uống nhưng mà mình uống ý thôi. Uống ăn Tết ăn giết trong được 3 ngày. Thì cũng thấy yên ổn không có vấn đề gì cả. Thế là Tết Nguyên Đán đấy chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng uống trong rừng chả có gì. Nhưng mì tôm thì thoải mái. Không trời cơm mì tôm thoải mái. Cái ngày Tết được. Với lại lương khô. Có cái anh ở trong Sài Gòn anh có điện cho em nữa. Anh nói vào lúc đó là là làm gì có mì tôm. Ủa mì tôm ở Sài Gòn có chứ. Vâng. Anh nghĩ là cái anh đó nói sai. Vâng. Cái mì tôm cấp sang Campuchia rất nhiều. Vâng, mì tôm ở Sài Gòn đem lên nhiều mà. Vâng. Chứ còn Campuchia lấy mì tôm đâu. Chủ yếu là lính hậu cần của mình đánh hàng xe lên. Chủ yếu là lương khô với lại thực phẩm đấy thôi. Chứ còn Campuchia làm gì đã có gì. Chưa có gì hết. Campuchia chưa có cái gì cả, manh quần áo cũng chưa có. Toàn mặc áo đen ấy. Thì lúc đó là ăn trợ cấp cho lính mình toàn mì tôm với lại mấy cái. Thì ăn uống trong 3 ngày cũng thấy yên tĩnh, chả thấy gì cả. Chả thấy ăn pháo kích pháo cùng như đang nói đùa.
việc kiểu này thì mắc vong chơi cho hay được không? Đúng đấy, đùa đấy. À, chả đến coi như là nó cái đó là nó bước sang tháng 2 năm 82 rồi. Dương là sang năm 82. Thì âm thì vẫn đang Tết đó. Vẫn đang Tết để chuẩn bị sang năm 82 đó. Tết âm lịch. Đến khoảng ngày mùng 10. Mùng 10 âm đấy, nhưng không biết tháng 2 là bao nhiêu tôi không rõ. Đang nhớ mang máng như thế. Thế là thấy pháo kích. Pháo kích lúc đó nó ở bên Thái Lan nó câu sang, nó bắn sang. Nhưng nó chỉ bắn cầm canh thôi. Cái kiểu lúc thì bắn buổi sáng, lúc bắn buổi tối, lúc thì bắn buổi chiều, lúc thì bắn buổi sáng, đủ kiểu. Thế bắt đầu điện về cho cấp trên, biểu bây giờ là tình hình là bây giờ địch bắt đầu hoạt động. Bây giờ là thế là pháo kích là nó sẽ bắn sang mình, nhưng mà bắn nó không giờ giấc, phải báo cáo là cấp trên như vậy. Thì cấp trên nhận định được là cái này là nó sẽ chuẩn bị tấn công đấy, các anh phải cẩn thận về vấn đề chốt và các binh lính là phải cẩn thận, chốt giữ và canh gác cẩn thận, không hắn sẽ lên đấy. Thế nên hết tháng 2 dương lịch, lúc đó là thế cuối 120 hắn nã, với lại cuối 82 hắn cứ thế hắn tương vào chốt, hắn biết chốt mình rồi, nhưng mà nó không trúng hầm. Vâng, còn xung quanh các thứ trong trận địa là nhoi nhét hết, thì cái đạn cối và pháo vào thì phang hết rồi, san bằng hết. Gọi là cái khu của chốt của tôi rừng mà là cái kiểu như B-52 đánh mà, tan tác hết, hình như không còn người sống nữa, cái kiểu đánh như thế. Thế lúc đó nó chơi chừng độ khoảng 30 phút, cái cối 120 ly nó cũng nhiều. Nó chơi xong một trận đó là bắt đầu nó mới đầu khoảng hôm nữa đánh tầm hơi muộn, khoảng 4 giờ chiều nó mới đánh, bộ binh nó mới lên. Cái tính thằng này đánh là vừa đánh vô hô mà trong rừng đấy, nhưng mà anh phát quang mình ra rồi, cái đội hình mình là quang đãng hết rồi, còn dưới chân dốc này thì lụp sụp cái cây thấp thôi thì đang còn. Lúc đó lính mới Alonso vừa đánh lên vừa ôi trời, tầm 4 giờ nó mới lên, nguyên hướng tôi với lại các hướng khác đồng minh, nhưng cũng không thấy anh bỏ chạy. Hắn vẫn cứ trèo lên đó, mẹ gan hết cỡ luôn. Thế là đội hai biểu thôi, bây giờ phải các anh phần nào cối liên tục, cối 60 cho nó trúng cách chừng độ khoảng 100 mét trở lại, cho đến 50 mét trở ra, không vào trúng đội hình mình. Cái trần vâng, trần đấy, trần cối đấy. Vâng, cái trần đấy nó bò lên gần sát rồi, còn 50 mét rồi mà bắn mình bắn ăn nhỏ nó không xuể, nó cứ tiến bò lên. Ông bắt đầu trần cối một lúc thì thấy kêu quát một số chạy loạn, có lẽ trúng đội hình. Có mấy cái thằng bò lên lúc nãy là thấy lùi xuống hết rồi, còn cái dưới chân dốc không biết có chết hay không biết. Thì cái ông biểu thôi bây giờ mình vẫn tiếp tục tương, điện cho tiểu đoàn tương cái loại cối 82 ở chân dốc. Thì điện cho tiểu đoàn biểu bây giờ chúng tôi đã đánh lùi, hình như nó không thể bò lên nữa. Thì xem các anh em có phương án là tập hỏa lực mạnh vào cái chân núi, chân dốc, bởi vì quân khả năng nó dồn xuống dưới. Lúc đó đơn vị với pháo, cả pháo nữa mà, pháo tầm xa của mình đây, bắn nã vào cái đội hình. Cái ông lên trinh sát pháo nó cũng gần mình, nó căn ke toàn đồng trinh sát. Biểu là cách từ 100 mét đến 200 mét pháo kính đó, phải bắn cái cầu đó. Các anh cứ chỉnh chính xác của đó. Thế cấp trên sư đoàn mới cho đâu hỏa lực yểm trợ là đâu gần 10 phút. Cái loại pháo con xạ của mình đây, bắn tầm xa. Úi trời, thấy là nó, mình cũng nhìn thấy cũng sướng. Chưa nói là cái thằng địch nó cũng khiếp sợ. Còn đại liên lúc đó không bắn, các loại đạn nhọn mình không bắn, cối cũng không tung. Cối 60 là tôi tạm ngừng, chỉ cho cấp trên bắn gọi là pháo với lại là cối 82 của tiểu đoàn tốc, không biết chết hay không. Thế sáng mai thì các ông mới cho là một số ra, cứ mỗi một đại đội cử lên một số ra để kiểm tra xem thực tế trận địa thế nào. Thế im re rồi, thì ra tôi cũng thấy xác cũng ngổn ngang, cũng chết nhiều, nhưng mà thằng này không lấy xác đâu, chết vứt bỏ thằng chạy thôi, còn thằng nào sâu chạy. Thì ra tới trận kiểm tra đi tận cái chân dốc thì cũng không thấy gì, chỉ thấy lính chết thôi. Trận đó là tạm ngừng, coi như là thấy yên ổn được, coi như là được 2-3 tháng đấy, cái năm 82 nữa. Thì thế nó không còn thấy cối pháo gì cả, có lẽ lực lượng của nó cũng cấp trung đoàn. Vâng, thì câu chuyện đến đó thì với tôi vẫn cứ chốt ở đó, coi như là không còn thay nữa.
Cái con người đâu thay? Không có ai thay ai, cứ vẫn thế chốt. Vâng. Thế sau một thời gian thì ông Tiền thì nghe nói tự nhiên biểu lên trung đoàn, thì thế vắng luôn. Thế chiều hôm đó ông Phi điện với tôi đấy, là liên lạc mà. Em biểu anh đi sang sư đoàn 551 của sư 320 hay sư mấy, họ điều cấp trên điều. Có lẽ là sang bên kia làm chi thì không biết, có khi làm cấp tiểu đoàn hay trung đoàn không rõ. Ông đẹp trai, trường sĩ quan lục quân rồi mà. Thời gian càn quét ở bên dọc bên dưới Thái Lan thì xong thì trung đoàn 16 lại cũng rút về cái chỗ Mông Cung Pơ Rao đấy, cái vị trí đó, chứ không phải rút về Mông Cung Pơ Rây. Nói chung các trung đoàn bộ binh là đều ở gần biên giới. Vâng. Thì lúc đó thì tôi lúc đó thì bị sốt rét, lấy khoảng tuần thì có xe của trên đấy trước anh đi luôn vào Campuchia luôn. Thế chờ đến một tuần thì thấy mấy ông tiểu đoàn biểu các anh có chờ lệnh mới, hình như là cái trung đoàn 28 nó đang cần người, nó đang đến để coi như là để rà soát những anh nào còn sức khỏe với lại có trình độ thì mới được sang bên đó, nghe nói rồi. Thế hôm đó thì tôi cũng được chọn sang đó. Mấy ông quân lực trung đoàn đến chọn, hôm đấy cũng đường đại đội bộ binh, nhưng mà lấy trình độ từ lớp 7 trở lên. Vâng. Hôm đó thì có cả anh Hiến, anh người Thái Bình, anh là làm văn thư ở bên tiểu đoàn 16, ở trung đoàn 16, thì cũng ở ca tôi, thì anh em này cũng được chuyển sang bên đó. Chuyển sang bên đó thì nói chung là với tôi thì ở trên phòng chính trị của trung đoàn họ chuyển về đó, thế là chọn lọc một số thì thông tin, một số thì làm vệ binh, một số thì chuyển về các đơn vị tiểu đoàn để làm bộ binh để giữ chốt ấy, cái kiểu này, để giữ pháo gì chứ. Còn hôm đó thì tôi thì được cử sang học thông tin với mấy anh nữa, nhưng mà tôi thì lại cái kiểu nó bị choáng cái đầu rồi không học vào nữa. Học ra cứ quên trước quên sau. Phải nói mấy ông rồi, tôi học cái nghề này không vào. Không ngấm được. Thôi thì chuyển nghề thôi. Thế ông chính ủy trung đoàn, ông tên ông Trần Đại Nghĩa, ông người Hà Tây, nhìn cũng đang trẻ, mới có 40 tuổi chưa vợ. Ông mới đến thế đồng chí nào học không cũng được, báo cáo với thủ trưởng là không. Không vào, hình như nó choáng đầu. Ông vừa thôi để tôi sắp xếp cho anh, cho đồng chí. Thì mai đồng chí xuống bên phòng vệ binh, trung đội vệ binh để làm coi như là trung đội trưởng ở đó, với là một số mà binh sĩ mình mới đem lên đấy, cũng là cái nào ở đó có khoảng gần 30 anh vệ binh, có trung đội trưởng, trung đội phó. Thì trong thời gian đó làm thì cũng nhàn hạ, cũng chỉ có canh gác với lại ngoài chợ đấy. Ở đấy có cái chợ Mông Cung Pơ Rây, lúc đó thì dân chúng có chợ rồi, buôn bán này kia rồi cái thực phẩm lương thực của mình ở Việt Nam đưa sang cũng nhiều. Với lại một số dân mà họ đi sang Thái đấy, thì ông mở cửa mà, mở cửa lúc đó là giải phóng cho mở cửa, ông buôn bán ấy, ông tấp nập. Thì cứ buổi tối thì cất cứ hai anh là canh gác quanh cái khu vực của là trung đoàn, đấy là trung đoàn bộ đấy, mấy ông lớn. Thế còn tôi với lại mấy anh còn tiểu đội thì cho ra chỗ chợ để canh gác xem kiểm tra coi như là có những hiện tượng gì mà gọi là vi phạm đột xuất thì bắt đầu bắt cái kiểu như vậy, cảnh giới mà. Cũng được lâu đấy, khoảng được 2-3 tháng. Thì hôm đó thì không biết là có một cái thằng nữa, không biết là địch hay không địch, nó bò vào ngay cái chỗ sở chỉ huy trung đoàn, bò vào đúng chập tối, nhưng mà người cũng to cao, cũng cỡ tuổi khoảng 40 tuổi rồi. Hắn bò mà như trong khi nó kiểm tra thì lựu đạn thì không có, nhưng mà có một con dao, dao gam đấy. Thế vừa tôi mới vây bắt, nhưng cũng không bắn, vây, tiến chạy. Nó biểu chạy, tôi bắn què chân, nó tiếng bắn dọa rồi, bắn cày đất lên. Tiến đứng lại bắt đầu vây bắt, mới đưa vào cho ông trung đoàn trưởng tên ông Tu, ông người Nghệ An, thò, không biết. Ông nói tiếng cũng hơi khó nghe, tiếng Nghệ An. Ông được các đồng chí bắt vào, trói lại, thì trói hai tay lại, đưa vào một cái nhà cũng gọi là nhà nữa, là nhà hội trường. Cái khu đó là hội trường lớn,
của tỉnh của nó ai rằng, vâng, lớn lắm. Nhưng mà nhà là bằng ngói thôi, nó cũng không phải là nhà cao tầng, có nhà một tầng. Thế là lúc đó đưa vào ông giam, đến tối là ông mới khai thác tài liệu, không biết là sao mãi nghe thông báo về thằng này là thằng Pol Pot. Anh vào đấy do thám để sau này là anh đưa quân vào để anh ném lưu đạn vô các cụ cấp lớn. Hắn nói hắn là trinh sát, à, trinh sát, kiểu trinh sát. Nhưng mà có mình hắn thôi, khai có mình hắn. Thế hỏi ông khai thác tài liệu xem còn cái tổ chức mày còn nhiều không. Hắn nói hôm nay là được lệnh đi có một mình. Hắn nói còn tổ chức thì cũng rải rác trong các phung. Hắn nói vừa rải rác trong phung. Thế như chơi cái chiến thuật là đánh du kích đấy. Đánh du kích thôi, đánh lẻ tẻ với lại đánh vào những cái cơ quan lớn, đánh ném vào cho nó kiểu lên cho nó mất tinh thần ấy, cái kiểu như vậy. Thì phun một con vô rây thì hôm qua là tương đối ổn định, coi như là các bộ binh bộ giết chốt là toàn biên giới hết, chứ khu đó không có bộ binh. Thế là hôm đấy là bắt được khoảng 3 tháng sau thì cũng canh gác các chợ búa và là dân chúng đi lại thì mình cũng bảo vệ chung cái chợ, nói chung là bảo vệ cái chợ đó. Vâng. Còn mấy ông lớn thì cứ cái ông mà trợ lý tác chiến này, ông tên ông Quân, Nguyễn Mạnh Quân người Hà Tây, ngày nào cũng ra chợ. Ông quen một cái bà gọi là người con gái Tàu, ông thì người Tàu. Nói chung là tôi chả phải mất cái gì cả, ngày sáng nào cũng có đem thịt đem cá vào cho ăn, sướng lắm. Ăn thân cán bộ cho cái con bé nên đưa vào nó thoải mái, ăn uống thoải mái. Cái thời kỳ về trong tuần pháo đó, cá thịt đường sữa đem vào. Thế đang nói mười thằng bảy canh gác thủ trưởng cho tôi là không làm mất đấy nhá. Thế ông vào cái nhà ông quen lâu. Thế mãi đến tháng thứ ba thì thấy ông Nghĩa, ông là chính ủy, thì mới gọi tôi đến kiểu bây giờ đồng chí nhận nhiệm vụ mới, bây giờ là cái trung đội trưởng này giao cho anh khác. Giao cho anh khác thì lúc đó là tôi nhận lệnh, là lúc đó là bây giờ gai là nhận nhiệm vụ là vào dân làm cái chính sách tuyên truyền, vận động nhân dân để theo đường lối của mình và đường lối cách mạng mới, cách mạng nhân dân Campuchia. Ông phát cho một quyển sách, nhưng mà quyển sách đó quyển sách của Việt Nam mình thôi, chữ Việt Nam, nhưng mà đi từng bước một gì đó mà mình kiểu điều tra với lại là công tác dân vận ấy. Phát cho tôi biểu bây giờ là cái bây giờ trung đội của anh là bây giờ xuống dưới đó chỉ được 20 anh thôi, có trang bị thứ nhất là thông tin máy 15 mét đấy đi theo, có máy anh thông tin đó, với lại 2 trinh sát, còn bao nhiêu là bộ binh thôi, súng ống chỉ có thế thôi, chứ không lựu đạn đến chỉ mỗi anh của 2-3 quả. Đấy, cho xuống dân đấy, xuống lúc đó là xuống phung Quy Miêng, lại cùng xuống khu vực đó. Thì lúc đó thì tôi cái khu đó thì cái thời kỳ mình trước ở Quy 16 đã xuống rồi, nhưng mà khu nó cũng hơi phức tạp là dân chúng nó ở cạnh bờ sông. Đấy, chỉ còn một số nhà là cũng ở cái đất liền của mình, thì mình mới nghĩ xuống đó thì tinh thần vận động mà làm cái công tác chính trị mà đi từng nhà một vận động hơi khó, phải đi thuyền. Vâng, cái kiểu này thì hơi dở, với lại cho một tháng visit nữa chứ. Vâng, về Campuchia chính công, nó có Campuchia chính công. Thế là đi theo với tôi, tổng cộng là 20 anh. Xuống cái phung Quy Miêng đầu tiên thì vào ông đặt vấn đề với cái mấy anh du kích mình đấy, địa phương đây. Có 3 anh, cái khu đó có 3 anh du kích. Mới là du kích thôi, chưa phải là cán bộ lớn. Thế xuống đặt vấn đề, điều thôi hôm nay là chúng tôi xuống để làm việc với các anh. Thứ nhất là mình làm công tác dân vận và tổ chức lại chính quyền. Thì cũng họp lại coi như là xem anh xem ở đây có cái nhà nào gọi là rộng rộng để cho anh em với tôi coi như là trọ. Thế anh mới dẫn đi một cái nhà, nhưng mà nó không phải là ở bờ sông đâu, ở coi như là ở ngay một cái khu đất liền, nhưng mà nó cũng hơi đông dân, khu đó hơi đông dân, nhà sàn. Thì thôi chỉ có nhà này là hơi đông anh ạ. Nhưng mà nhà này có 2 cô con gái cũng đang nói đùa. Với lại bà cụ cũng già, cỡ 60. Với lại cái ông cụ thì nói chết rồi.
Thế nên nếu trình bày lý do thì tôi hôm nay là bộ đội Việt Nam đến coi như là xuống dân để là ở với dân để xem tình hình coi như là dân chúng làm ăn thế nào, chỉ có thế thôi. Vâng, thế các bạn cũng biểu thế thì rất phấn khởi, thì hẳn Việt Nam con top Việt Nam xuống với chúng tôi, chúng tôi rất mừng, lo nó thì xuống. Ngày đầu tiên thì mới củng cố lực lượng coi như là mượn lấy hai nhà, 20 anh mỗi nhà 10 anh. Vâng, thì coi như là nói với mấy anh em là thôi mình ở nhà nào mình phải sạch sẽ không ạ, phải dọn dẹp vệ sinh ở dưới sàn nhà sàn giếc bởi vì đó cũng khô. Vâng, quét dọn sạch sẽ, còn không được ngủ trên nhà, các anh phải móc võng dưới sàn nhà, không được lên nhà họ, trừ trường hợp ấy là mình mới lên. Thế ở cái nhà, hai nhà cách nhau khoảng 10 mét thôi, cũng nhà sàn đàng hoàng. Thế biểu là thôi thì hôm nay là mình công tác với dân vận là thôi thì mình báo cáo với gia đình là mình dọn dẹp xung quanh nhà cửa, quét dọn sạch sẽ cái khu vực mình ở. Đến một tuần sau thì chúng tôi mới lại triệu tập cái anh du kích đấy, ba anh du kích. Đến thôi bây giờ thì theo cái phương án mà cái sách của mấy ông trung đoàn phát cho đó, thì cũng thứ tự mình làm thôi. Bây giờ thì chúng tôi xuống đây thì cũng chủ yếu là đặt vấn đề với các anh, vận động nhân dân là sinh hoạt nhà nào về nhà đó, coi như là nhà cửa là quét dọn sạch sẽ này kia, còn cứ làm ăn bình thường. Còn Pol Pot thì nói chung là bộ đội Việt Nam cũng đã đập tan hết rồi, nó chỉ còn lác đác một số gọi là tàn binh, nó rơi rớt trong dân thôi, cũng nói với dân như vậy. Thì hôm đó họp thì hôm đó là cái làng đó gọi là cái Phung cũng đông đấy, tính ra ông cỡ khoảng 50 nóc nhà, thì cứ mỗi nhà một người đấy, các nhà thì các cố, nhà thì bà mẹ đến, nhà thì con gái đến, tập trung sinh hoạt. Thì cũng chương trình là nói viết một cái giấy cho cái anh phiên dịch, còn mình đứng bên cạnh thì cũng nói có tiếng Việt Nam thì anh phiên dịch ra. Rồi thôi thì chúng tôi là bộ đội Việt Nam hôm nay thì được cấp trên lục thum để cho xuống với dân để triển khai một số công việc. Thứ nhất là vận động nhân dân là không còn nghe Pol Pot nữa, mà bây giờ Pol Pot không còn nữa, báo cáo với dân như vậy. Chúng tôi vừa rồi đã đập nát toàn bộ máy xóa lại của Pol Pot ở bên giáp đất Thái, gọi là đập tan toàn bộ máy đó. Thì bây giờ dân chúng cứ yên tâm làm ăn, chứ không còn sợ ăn chui vô rồi ăn trộm cắp gà vịt, không còn nữa đâu. Và cũng nói nữa. Thế mấy ông biểu thế thì con top Việt Nam mà đập hết cái bọn Pol Pot giết hết thì chúng tôi rất mừng. Này, chúng tôi cũng yên tâm làm ăn. Thế cứ thế là triển khai công việc mãi, coi như là ngày nào cũng vậy. Là cứ một tuần là họp một lần triển khai công tác và bắt dân, coi như là cái nhà có nước thì không làm được cái gì, vì gà vịt họ cũng ở trên nhà hết, chỉ mấy cái nhà xung quanh mà ở trên cái bờ sông đấy, bờ sông đấy thì nó ở đất khô. Thì nói chung là cũng vận động nhân dân thôi, thì ta cũng làm sạch sẽ, quét dọn, trước mắt nói thế nhưng mà mình phải làm, mình làm công tác dân vận. Nhưng mà khu đó thì sau một thời gian thì ông cũng đi cây lúa ấy. Vâng, cây lúa nhưng mà họ cái kiểu bác mà như mình ngày xưa đấy, cao thế này nhổ. Thế hôm đấy thì tôi trò một cái nhà nó thì có ông cụ nó cũng già rồi, nhưng là người Thái, người Thái Lan. Mình cũng thấy nó bảo vệ tiếng Thái Lan, tôi cũng biết người Thái, tôi cũng nói tiếng Thái với ông. Thì ông có hai đứa con gái. Thế hôm đấy đi nhổ mạ, thế mấy anh Sài Gòn thì không biết nhổ, không biết nhổ cái mạ. Thế đang biểu thôi, tôi vai thì ở nhà thì dọn dẹp các thứ vệ sinh nha. Thế này ông này đi nhổ mạ, tao đi thử rồi, có nhổ với ông được. Thế hôm đấy tôi đi nhổ, tôi nhổ thì tôi quen rồi mà, ngoài Bắc mình nhổ cái mạ không quen. Họ thì cứ nhổ từng tí một với lại họ đập, còn mình cứ cua cua thế này nhổ một lúc được ba mấy cây. Thế cái con gái và ông nữa, ông trong bộ đồ Việt Nam cũng biết biết làm cái món nhổ mạ này, tỳ hán Việt Nam gọi là tỳ hán. Thế dần dần bà ông bà quý lắm, có chi là các ông bà đi về là cá mắm các thứ là các ông cho. Còn bộ đội Việt Nam mình chỉ có trang bị là mì tôm với lại thịt hộp đấy, không có gì cả. Với lại rau muống thì thoải mái, hái lúa mồ đầy của tôi. Thế còn cái con sâu nữa nè, thì bữa tôi xuống. Thế họ thì không ăn cái con hến đâu.
Thì hôm đấy mẹ anh Sài Gòn với mẹ anh Hải Phòng, mẹ anh xuống khuya một lúc thì đầy cái thùng sơn ấy, đầy áp cái hai thùng sơn, một con to bằng đấy nè, đem lên. Đem lên thì mấy anh ấy, nói chung bộ đội Việt Nam làm cũng nhiều kiểu lắm. Về ăn đổ nước nóng, ăn chườm đi ra, ăn mở ra, bắt đầu mấy anh mới làm mổ ra sạch sẽ, thì bắt đầu rửa sạch nó mới xào giết các thứ phi lên. Còn thái nhỏ nó mới phi chứ không phải phi cả con đâu. Thấy thơm hoác đi rồi mới đưa ra. Lúc ăn cơm thì cũng mời các cụ ở nhà nào thì cũng lúc mình ăn cơm cũng phải đưa ra một hai đĩa để cho mời mấy ông. Nhưng họ thì ăn là cái kiểu không ăn giống ta, họ bỏ cái đĩa đây mà cứ vò thế này là ném vào mồm thôi. Dân Campuchia là như vậy. Thì thấy bộ đội Việt Nam thì ăn cơm không thấy có rượu có gì cả, có thịt hộp với cái rau muống với lại mì tôm nữa thôi. Thế mấy ông biểu hỏi thế chứ tỷ hán Việt Nam, ông là người người Thái mà, tỷ hán Việt Nam ăn chỉ có thế thôi. Có báo cáo ở Việt Nam thì mới có cái ăn nhưng mà đi xa quá, thằng nói dối ông đấy. Xa quá rồi các ông lớn không chưa đem sang được. Qua lùng tám ăn thế là khoảng quấy đây. Ô khổ nhà ông nói đứa khổ. Thương bộ đội Việt Nam nhờ phần phiên dịch ra tiếng Kinh mà là như thế. Thế sau đến là một lúc lâu thì thấy ông biểu con gái ông đấy đem ra một chai rượu trắng. Biểu thế bộ đội Việt Nam có ăn uống cái nhiều mà có. Có mà. Thế là ông cũng đến ngồi xến vô là cũng uống ăn cơm với tôi, ông nói chuyện hay lắm. Ông ấy đem ra biểu, nhưng mà cái quán tính họ là vừa đưa vô bát đấy, cái bát ăn cơm mình đấy, bát ăn rót ra mỗi anh bạn uống uống xong ông lại hơi, hôm đó ông vừa hơi ngà ngà say, ông nói miên truyền miên các thứ linh tinh. Rồi thôi thì các cụ già thì các cụ say thì kệ rồi, muốn nói kiểu gì nói. Thế sao mà tôi mới nói, tôi thì xuống đây bộ đội Việt Nam xuống đây chủ yếu là vận động nhân dân, rồi là làm ăn là không còn sợ hãi và làm đúng đường lối của cách mạng mới này, cách mạng nhân dân Campuchia, và được Việt Nam là hỗ trợ theo đường lối như vậy. Thì mong bà con là đừng có nghe thêm một Pol Pot. Bây giờ Pol Pot nó cũng chưa dứt điểm là hết hẳn, nó cũng còn rải rác trong dân, cũng nói thẳng như vậy. Nếu mà thấy anh vào thì coi như là bà con cô bác cũng phải báo cho bộ đội Việt Nam biết để mà xử trí. Thế mà lo khen bảo lo tốt. Không, họ cũng rất ghét cái thằng Pol Pot này. Thế đến cái nhà bên kia, sang bên kia là dân Campuchia, bà con Campuchia. Chủ khu đó chỉ có dân Campuchia với dân Lào, với dân Thái Lan, cái Quy Miếng, và dân còn dân dân Trung Quốc thì không có mấy, không thấy có dân Trung Quốc. Thì đến cái nhà mà mấy anh ấy ở thì coi như cũng nhà sàn, tôi cũng đến đó để thăm hỏi chương trình thế nào. Thì biểu với anh là không được lên coi như là lấy cái gì là phải hỏi nhân dân nha, phải hỏi Hàn, họ rất ghét cái vấn đề ăn cắp, vẫn là thẳng với mấy anh em nữa, ăn cắp ăn trộm nó ghét lắm, máu. Cái dân đó là 29 ngày đấy, mình còn một ngày không tốt lo chém đấy, chém đứt đầu đấy, thằng nói đấy. Thì đúng thật, họ ghét nhất là cái thứ ăn cắp, trộm ghét lắm. Thì hôm đó tôi mới đến, biểu tôi anh em là cái gầm nhà thế này, sàn nhà các anh ở thế này phải quét dọn sạch sẽ. Và nếu mà có gà có vịt động viên mình làm cái chuồng gà trước, biểu ông bà lại đem ra ngoài nhốt lại, cạnh cũng cạnh nhà sàn thôi nhưng làm chuồng chứ không à, quét dọn sạch sẽ. Mà họ thấy họ cho gà ăn hay lợn ăn, hay lợn thì không thả luôn đấy. Lúc ăn thì họ gọi đến đổ vào cái máng. Thì lúc đó thì tôi cũng vận động biểu anh em cũng làm cái chuồng chuồng lợn. Mỗi nhà còn hai ba con, những lợn đen cả, lợn Ý đấy. Thế là làm chuồng làm giếc, biểu thôi vận động bà con, biểu thôi má. Tinh thần thì coi như là mình để gà để vịt ở trong nhà nó hơi không đảm bảo vệ sinh. Thì bây giờ thì theo chúng con là cách mạng mới thì thôi, thì biểu là thôi đưa ra ngoài, không phải sợ Pol Pot lấy đâu. Thì mấy bà nó biểu sợ lắm, không tối Pol Pot nó vô lấy lấy gà với lấy lợn. Thì đang nói với vận động mấy bà, biểu tôi không
yên tâm đi, có chúng con đấy thì không sao đâu. Với lại nay cách mạng hắn đã đập tan hết rồi, một pô nó chết hết rồi, cũng nói bình thường nữa. Thế là các bà đầu tiên thì cũng trương, cũng làm chuồng gà chuồng vịt đưa ra đó, thì đầu tiên thì một hai ngày họ chưa làm, họ chưa bắt gà ra đâu, chưa bắt gà nhốt, họ sợ. Con gà đến cứ đậu ở dưới sàn nhà chỗ này chỗ kia ở xung quanh nhà đó, mất vệ sinh. Ừ, mất vệ sinh lắm. Thế sau thì cũng động viên mãi, biểu cái thằng phiên dịch đấy cũng nói rõ cho ông bà biết. Điều thôi thì bộ đội Việt Nam nói như thế thì có lẽ là an toàn này, là được đấy. Thế các con cứ làm đi. Thế tối thì bà sai con bà nữa ở mới bắt gà bắt chiếc vô chuồng, với lại bắt lợn, có bà còn lợn. Thì bắt chuồng, chuồng với tôi thì cũng có mấy bụi tre với tôi chặt cho, chặt làm chuồng, mấy biểu mấy anh ấy chặt làm đảm bảo chắc chắn cho khi mình vào là mình làm máng làm giếc đàng hoàng. Với đây bỏ không có rơm thì chặt lấy cái lá chuối đấy, cái chuối khô đấy vứt vào đó cho nằm máng để đó. Còn khi mua và đi mà đổ máng lợn máng giếc thì mình cũng đi đổ giúp cái kiểu làng như thế, dân vận mà. Như thế làm được khoảng tuần thế mới bảo thế lắm, ô thế nên ăn mày lắm. Mới bảo nói nhốt thiên nhiên ăn tốt lắm các con ạ, ăn khỏe lắm. Thì nhốt lại có chạy đi đâu mà không ăn khỏe. Thế làm được một thời gian thì thấy nhà nào cũng thế làm, mấy cái nhà ở trên bờ này làm hết, làm theo mấy cái nhà với tôi ở đấy. Vâng, thế thì cũng thấy yên ổn, công tác coi như là dân vận thế không có vấn đề gì cả. Thế biểu mấy anh du kích là cứ một tuần là mình phải họp dân một ngày khoảng 2-3 tiếng gì đó. Thế hôm đó không biết là dân Campuchia thì họ làm cái gì, thấy là mấy bà nữa là bắt đầu trang điểm, mấy bà già đấy bắt đầu là cái mặt mũi này là vẽ hết, bắt đầu múa. Cái kiểu múa thì mới hỏi cái thằng phiên dịch, thế họ làm cái gì vậy? Thì đó là họ xua đuổi tà ma đi khắp xung quanh cái phun đó, bởi vì đuổi tà ma Pol Pot thì người chết trong làng đấy, cái kiểu như mình ấy. Thì toàn là các bà ấy, các bà cụ già ấy, họ đến đâu họ nói cái tiếng Campuchia mình không rõ, vừa đi vừa múa. Với lại có mấy cái cờ, cái là cờ đuổi ma ấy. Làm thì sau một thời gian thế tôi cũng bảo, thế cái đó là phong tục tập quán, mình cũng không nên cười họ, họ làm cái gì thì kệ họ, mình chỉ có xem thôi, nói với mấy anh em. Thế được khoảng một tháng sau thì không biết là họ làm cái chi thì cũng thấy mời anh em đến mua hát, thì tớ đông người lắm, toàn là con gái với đàn bà, không con trai cũng không thấy mấy. Thế ăn uống nhỏ nhẹ thì cũng thấy bộ đội, mời bộ đội Việt Nam đấy. Thế mấy thằng lính của mình thì cũng máu, đến thì cũng có rượu, chỗ uống rượu xong thì họ làm cái chi ấy, như cúng bái gì đó không rõ, cái nhà không rộng. Thế mà tôi hôm đó cũng vào, kiểu nói mấy anh em đấy, hôm nay thì họ mời đến thì cũng phải đến, nhưng mà trước mắt là các anh phải cảnh giác, không may là lợi dụng cái thằng Pol Pot nó còn là nó sẽ xử mình đấy, cũng nói rồi. Thế vào, thế mấy anh đầu tiên thì các bà biểu là thôi hôm nay là cũng ngày vui, cái ngày hình như là làm cái dỗ cái giếc gì mình không rõ trong cái thôn của trong cái phùm, cũng cỡ khoảng 20 đứa con gái nhưng mà đen thôi, nhưng mà răng đẹp lắm. Răng cười chín mít, cũng tầm khoảng cao cũng không cao lắm, cũng vừa vừa người. Thế vào ông nhảy múa sarong mà sarong mà áo, lúc đó là cái Campuchia lúc đó cũng phát triển rồi, cái Thái Lan nó mở cửa rồi buôn bán, nhưng mà họ đi xe đạp thôi chứ không có xe máy chứ mùng gì đâu. Vâng, thế nên mặc áo sơ rông ra nhảy múa. Thế mấy thằng lính đều có vô nhảy múa với họ không anh? Thì nói đang nói tụi bay mà nhảy được thì vô nhảy, đang nói tụi bay nhảy đi vô nhảy. Vô mấy anh lính Sài Gòn thì nhảy lắm, cái món nhảy van là thích lắm. Vô nhảy múa là mấy đứa thích lắm, vừa nhảy múa các thứ là chúc rượu. Hey, họ lại có cái tổ hay đó, mình nhảy múa đến đâu là họ có cái rượu là cầm chai một chút. Thì lúc đó tôi cũng vô thì gặp một con nó cũng tầm cũng vừa vừa người. Thì tôi cũng đứng ở bên cạnh, tôi cũng chưa vào. Thế thế uống rượu lại đưa là lại đến lôi tôi vô nhảy, kiểu cái vai vai đấy, vô con tóc Việt Nam. Thì tôi cũng thấy hơi ngại ngại, mình nhảy múa mình không biết,
thế mình biết cầm súng. Nhưng mà kiểu niên lôi vô thì không biết làm ra mà mới nhảy được như mấy anh đó. Thế mình cũng ở thì vô. Vô thì cũng đứng có nó đu đưa thế, thì mình kiểu chim cũng bước bước thế thôi, chứ mình không biết làm kiểu gì cả. Thế mình ô thế anh không nhảy à? Và tôi bị đau chân đó, rồi đùa đau chân. Nhưng mà kỳ tình mình cũng không biết nhảy. Thế sau mãi rồi anh kêu thôi cứ nhảy, anh cứ nhảy đi, anh không ngại đâu. Anh bộ bè biết còn to Việt Nam cứ nhảy đi. Trong mãi hôm đấy rất vui nha. Nhảy mua mãi đến cỡ 11 giờ đêm ạ. Nhưng mà cũng yên tâm, không có thấy vấn đề đụng chạm gì cả. Thế là hôm đó là yên tâm, ăn uống xong về anh nào hơi xín rồi. Thế là mấy bà biểu tôi thì lên nhà đấy các anh. Không làm được gì ở dưới sàn nhà. Thì mấy anh cũng ngả rượu lên trên sàn hết. Lên trên sàn thì mấy ông chú đấy, mấy bà gia đình họ cũng đem nước đem nôi ra, nhưng mà chủ yếu là rượu thôi. Rượu nhưng mà rượu thun nốt, chứ không phải rượu trắng như lúc nãy đâu. Rượu nó hơi ngọt ngọt. Đi làm dân vận mà không uống thì không được. Đem dưa chuột, khao bằng dưa chuột, mắm bò hóc với can rượu để đó. Nhưng mà cái rượu đó uống vào thì nó không đủ ngấm, thì tôi mới vào nhà. Tôi biểu má má rồi, gọi là còn phước sa ra đó chứ, cái anh bạn ông nói đó. Thì tôi mới nói cái nước không đủ đô. Cái trắng trắng á, nói cái trắng trắng thì ông bảo ô đấy con vô đây lấy đi. Ông bà chỉ hai chai gù trắng, đúng rượu trắng, rượu bà lấy đâu không biết. Thì mình xách ra hai chai. Tôi vay mà muốn uống rượu là phải uống cái này trước, còn không phải nôn luôn á. Trước bán là uống là phải ngậm vào mồm cho nó đánh cái chất cay đi cái đó. Đúng đâu phải làm thôi, mấy anh phải làm. Nhưng mà mấy thằng cha cũng uống rượu nhiều rồi. Thế là thái đầu con gái bà nó ra thái dưa chuột rồi bắt đầu nhắm. Ui chả lúc đó hắn lại cũng đưa mấy đứa lại đến, lại nhảy múa. Là mấy anh ta cũng máu, mấy anh Sài Gòn máu lắm. Nhảy múa lục tụ việc. Đang nói đùa thôi tuổi, mình là làm công tác dân vận mà say xỉn là họ cười đấy. Là mất uy tín mà. Là mình về với nói với mấy ông thủ trưởng là cơ ông là kỷ luật đấy. Thế nói mãi thì mấy lão nó thôi. Thế ông xin lỗi, biểu cái thằng Campuchia biểu. Xin lỗi chị em đến với đây là gia đình ấy. Còn không khuya rồi, còn đến ngày mai ngày mốt ngày kia rồi ta lại tiếp tục, thời gian còn dài. Thế là bắt đầu nghĩ mà cũng nói xỉ la xỉ lộ, còn mấy thằng thì máu gái lắm, mấy thằng lính thì thôi bay cũng là bố phận chết đi. Nhưng mà tội hắn thì đen thôi, nhưng mà cũng đẹp gái, mắt rất ưa đắt, răng trắng lắm. Họ thì rất 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 tốt.